Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hàng loạt các hành động thiết thực, quyên góp vật tư y tế cho châu Âu và Đông Nam Á trong dịch Covid-19, thậm chí còn giành được sự khen ngợi từ Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho một lô hàng về thiết bị vật tư y tế. Trước đó, Trung Quốc đang cố tìm mọi cách để đánh bóng tên tuổi của mình như một quốc gia trách nhiệm bằng cách chia sẻ phương thức chữa trị, đồng thời tặng cho các bộ ca y tế xét nghiệm nhanh, thiết bị bảo hộ, khẩu trang đến các quốc gia đang có tốc độ lây lan Covid-19 một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, hầu hết đều là hàng dòm, kém chất lượng khiến đội ngũ y tế của các nước được nhận thêm phần chật vật. Hơn nữa, mang danh nghĩa tặng nhưng các quốc gia như Séc đã phải lên tiếng phân trần rằng họ đã trả đầy đủ chi phí cho số trang thiết bị mà Trung Quốc gửi đến Việt Nam. Mặc dù thiếu nguồn lực so với nước láng giềng khổng lồ, nhưng với nghĩa cử cao đẹp, Việt Nam đã tặng 550.000 khẩu trang cho Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Anh, và 390.000 cho nước láng giềng Campuchia và 340.000 cho một nước láng giềng khác là Lào. Trước đó, Việt Nam cũng tặng cho Trung Quốc lô hàng cứu trợ trị giá 550.000 đô la Mỹ. Hôm qua, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ lòng biết ơn đến Việt Nam vì đã trợ giúp hoàn thành lô hàng 450.000 bộ đồ bảo hộ của hãng DuPont HazMat, sau đó đẩy nhanh tiến độ vận chuyển các thiết bị bảo hộ này đến Mỹ trong thời gian ngắn nhất có thể. Việt Nam được đông đảo bạn bè quốc tế ghi nhận là quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cực kỳ hiệu quả với chỉ hơn 200 ca nhiễm mà không hề có ca tử vong nào. Thậm chí nhiều quốc gia còn ngỏ lời muốn Việt Nam giúp đỡ, chia sẻ cách thức phòng chống dịch Covid-19. Ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Việt Nam, đã trở thành người được ca ngợi rộng rãi về vai trò chủ chốt trong việc lãnh đạo toàn dân chống lại Covid-19. Theo các báo cáo, tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đang dần được kiểm soát hoàn toàn. Ngày 9 tháng 4, báo chí nước Đức ca ngợi không ngừng nghĩa cử nhân văn của Việt Nam khi trao tặng cho 5 nước châu Âu 550.000 khẩu trang. Hình ảnh các đại sứ châu Âu nhận phần quà ý nghĩa từ Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội được chia sẻ không ngừng trên MXH quốc tế. Ông Kak Thayer, giáo sư danh dự Học viện Quốc phòng Australia cho biết, Việt Nam dường như đã gặt được thành lớn khi kiểm soát được Covid-19 một cách hiệu quả. Trong khi Việt Nam vừa phải chống lại dịch bệnh, Việt Nam cũng vừa bắt đầu hướng tới sự hồi sinh của hoạt động kinh tế sau Covid-19. Ông Kak Thayer nói, chìa khóa thúc đẩy hoạt động kinh tế sẽ là một Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, EVFTA, sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua vào cuối tháng 4. Chính phủ Việt Nam cho biết, hiện có 40 công ty sản xuất 7 triệu mặt nạ vải mỗi ngày tại Việt Nam, thêm 5,72 triệu mặt nạ phẫu thuật có thể được sản xuất hàng ngày. Vingroup cũng sẽ bắt đầu sản xuất tới 55.000 máy thở mỗi tháng, bao gồm cung cấp cho cả thị trường quốc tế. Việt Nam chưa bao giờ đem sự hỗ trợ của mình để đổi lấy mối quan hệ ngoại giao như Trung Quốc, nhưng họ luôn hết lòng giúp đỡ bất kỳ quốc gia nào gặp khó khăn. Đơn cử như việc gửi đồ tiếp tế cho cả những nước láng giềng lân cận là Lào và Campuchia, trong khi Trung Quốc chỉ giúp đỡ những quốc gia mà Trung Quốc nhận thấy sẽ đem lại nguồn lợi lớn cho Trung Quốc về sau. Mặc dù Việt Nam cũng cần các thiết bị tương tự trong nỗ lực chống lại Covid-19, nhưng họ vẫn quyên góp cho các nước láng giềng và các quốc gia khác trên thế giới trên cơ sở tình hữu nghị và quan hệ truyền thống. Đó là một nghĩa cử cao đẹp mà hiếm quốc gia nào có thể có. Ngoài khẩu trang và các đồ dùng bảo hộ, tập đoàn Vingroup, một trong những tập đoàn kinh doanh hàng đầu của Việt Nam, sẽ bắt đầu sản xuất tới 55.000 máy thở mỗi tháng, bao gồm cung cấp cho cả thị trường quốc tế. Lẽ ra Việt Nam có thể bán ra với số tiền khổng lồ từ số lượng khẩu trang, đồ bảo hộ mà họ có như Trung Quốc, nhưng Việt Nam lại luôn hỗ trợ trên tinh thần tương thân tương trợ. Theo ông Thayer, Bảo Trâm, lược dịch theo Reuters. Hãy subscribe cho kênh Nhân Quả Luân Hồi để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.